nhất là lo foundation này cô lên thay vì cho nó cô lên thay cái foundation này cho nó super active light nhé đã nó bằng ngà rồi tu bổ ở chữ house cả face là primer này vô rồi lên thay đó nó cho nó concealer cho nó đó là clear the pore là cô gọi là một tiếng tôi là stick concealer shake cho nó medium honey setting này cô luôn lúc nào cũng cho là Chanel gặp press powder một tuần hai đấy press powder number nase là cô luôn cứ đòi cô muốn là sẽ tham vì đi anh mới cái cô cho thì Juvia's cả palette của tôi tuần nào cũng nên là nên luôn cũng đó rồi tôi là không sợ gold này brown shade đi nha đấy cái mẹ thì black color lấy qua này cái cho nó lotion này còn lúc thì tôi rồi nha là tôi muốn vậy thì gold color vô tôi nhé gold color thì shade như vậy tôi vừa lâu rồi chị muốn không nữa nó sẽ tôm hệ nhóm đi thì nhóm đi anh nhiều nhóm phía trước đi ấy thì nhóm crease blending color này nè tôm của tôi rồi nhóm như trước đây hà long hồ giờ nó trở nên nó khá cha nhóm thì tôi nè khá đẹp blending luôn đẹp khá đẹp thì nhóm vừa rồi mà tôm à phụ tôm hệ nhóm đi thì ưu sang đi tôi là Jamila tôi crease thêm mà này nó sẽ tô mẹ nhau mà đó thì nhau đi thứ ba nó sẽ tô mẹ nhau mà thì nhau đi bù rồi nó nạp bây giờ ấy thì black color là đều outer corner mà nên thế mẹ thì cả ngày đều phiền chú mẹ tôi và Jamila thì mình lo học chị đâu có lo chị ra thì thế này ạ chị ông lưu ý chị ạ em đã có một mặt trăng
diffusion လေးကို inner highlight diffusion လေးပေါ်မှာထည့်တယ်မယ်မြေခုံးအတွက် highlight ကိုကျွန်တော် makeup ပြီးတာ highlighter highlight အားဒီလိုတော့ bronzer ပဲတော့မယ် bronzer ကဒီရောကထိတ်တောင်ကျတော့ makeup kit က cutting light night light lipstick ပေါ့နော် Jelly Star Glow Liquid Lipstick color က Gemini အခန်းအလယ်မှာဒီဥစ္စာ Catherine Lacquer ဆန်မှတ်ကလေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်အဲဒါ finish look လေးပေါ့နော်အဲကြည့်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ထားပြတာလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် bye bye